Brava! Ok! Và... và chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục của mình nha. Mình là Mr. Vịt Đẹp bạn ơi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cả một cái video nữa, cùng với cả Mr. Vịt Đẹp trai, cùng với cả Mui Lùn và Siro hơi nách. Ok nha mày. Hôm nay nha, mình đã quyết định gọi hai người rất là đẹp trai và xinh gái trong Hero Team là Siro và Kamui, hay còn gọi là mình sẽ không nói đâu, để cho bạn tự comment xuống dưới để xem ai là fan chân chính của Hero Team mới biết nếu hai người này kết hợp với nhau thì gọi là gì nha. Và hôm nay chúng mình sẽ có mặt ở bên trong cái bản đồ sinh tồn trên đầu một cái nhân vật mà mình tin chắc là các bạn cũng sẽ đoán được rồi đúng không? Đố các bạn biết, đố Kamui và Siro biết ai mặc áo xanh, áo choàng đỏ. Doraemon. Tính ra là trên đời này chỉ có một người duy nhất mặc áo xanh lá cây, áo choàng đỏ, và ngoài ra còn một đặc điểm nữa là mặc xịt đỏ. Đây chính là Superman, một người gọi là rất là hình tượng gắn liền với Hero Team. Ở trong cái gọi là logo của Hero Team cũng có hình của Superman luôn nha anh em. Và hôm nay chúng mình sẽ thực hiện cái thử thách sinh tồn trên đầu Superman. Trèo lên đầu Superman sinh tồn nó sẽ như thế nào nhỉ? Và nếu như các bạn là fan chân chính của Vịt thì hãy nhớ để lại cho Vịt một like này, một subscribe, bên cạnh đấy thì nhớ ấn vào cái chuông và chuông mục thọ tất cả để có một cái video mới khi mình ra mắt anh em ơi. Và bên cạnh đấy nữa là các bạn nhớ ủng hộ cho Kamui và Siro bằng cách là comment xuống dưới set hashtag tên nhóm của hai người này nha, để xem ai là fan chính mới biết, ai mà gọi là fan qua đường, fan hùa cái thứ là không biết đâu. Trời ơi. Rồi ok. Bây giờ nè, thể hiện kinh nghiệm 100 năm sinh tồn của anh. Đào gốc cây chứ. Ủa này anh sống tận 100 năm luôn là anh khủng bố thật sự, nhưng mà anh ơi dìu của anh đâu? Cần gì dìu? Trời đậu xanh mình mở ra này. Cạnh. Các bạn nhìn nào. What the hell, bạn chủ map này bạn đi hào phóng nhỉ? Mình vào trong cái map sinh tồn này cái mình full set kim cương luôn em ơi. Xịn sò vãi chuối. Ok bạn nhìn trông Kamui trông hai dụ không? Ok tính ra bạn đổi skin là giảm được mấy ký ấy Kamui. Kamui vốn gầy, bạn nào công nhận với Kamui là Kamui vốn gầy thì nhớ comment lại xuống dưới cho mình biết nha. Mình nhìn là Kamui không thấy gầy đâu hết rồi ạ. Rồi. Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ lấy ra một cái bộ công cụ bằng đá mà bạn tác giả bạn rất là có tâm khi bạn đã chuẩn bị cho chúng mình ở đây. Mình đang có cúp, dìu và xẻng bằng đá rồi anh em. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ phân chia việc nha. Đầu tiên là chúng mình sẽ phải đi kiếm cây nhiều hơn để chúng mình ta đào mỏ đã. Rồi xuống đây à mọi người. Ủa đây quá trời đất kinh nghiệm luôn nè. Hít. Cái thêm nào mình. Ủa sao anh xuống không chết vậy? Ủa sao rồi lại lên lết gì anh? Gì đâu? Cái gì? Gì anh? Cái gì? Bây giờ máu của em là 0/1 mà em bất tử anh à. Em bất tử rồi. Trời má, mấy ông bà này vào quay video với mình mà gọi là thức từ sáng đến tối không làm được gì luôn nha anh em. Cảm thấy bực bội thật sự. Thôi đi ngủ. Go. Ngủ. Vừa vào chưa làm ăn được cái gì, chưa sơ múi được gì đã đi ngủ hết rồi. Đúng rồi. Hay dụ mà, các mũi đâu rồi? Vô đây. Rồi ok, đi xuống đi kiếm ăn, là đi mần ăn để kiếm một chút tài nguyên từ cái map gọi là sinh tồn trên đầu Superman, là chưa thấy làm ăn được gì mà đã đi ngủ hết rồi. Rồi ok các bạn ơi, và bây giờ chúng ta đang nhìn thấy nha, Superman này có một siêu năng lực. Robin là gì không? Gì anh? Siêu năng lực đó là Superman có thể ị ra kinh nghiệm. Ủa thế nhờ? Không, Vịt sai rồi. Sao? Superman có một siêu năng lực đó chính là khiến Vịt tích nợ. Đây anh em mình muốn đi rồi, anh em mình không chơi sinh tồn nữa, anh em chuyển qua PvP đi đâu. Anh em qua bắn chết là Kamui là win game rồi. Cái thứ thì con gái đâu giờ cân là cân làm cho các bạn con nít nè. Khuyên các bạn ý gọi là không cái tốt đẹp, không khuyên được, khuyên toàn chơi mấy trò gì nghe gì cái gì đâu, chả có gì hết á. Tào lao mà. Ok bạn, mình đang chơi một cái trò gọi là khá là mạo hiểm khi mà mình đã quyết định chạy xuống dưới này để nhặt toàn bộ kinh nghiệm dưới này, và sau đó mình sẽ thu thập hết và mình sẽ chạy lên trên kia dưới nhiều quái vật vãi chuối anh em. Ok, chơi hồi khủng long xương chạy lu giết tao lại, giết hổ vào đây, giết hổ vào đây, ném hổ vào đây. Đến lúc mình chơi mấy cái nha. Trời ơi, Vịt never die, như là Vịt đi giữa bầy bầy gọi là zombie luôn nè. Giết hộ bạn ơi, alo, Vịt bất tử, Vịt đẹp trai. Giết hộ, này trứng boom luôn nè. Này, nổ hộ bạn đây, Nổ luôn, cạnh. Rồi sao, nó nổ chết phao, khủng long mình luôn rồi. Ok, em sẽ đứng đây để cho mấy anh cá nhân giết em và em sẽ hồi sinh. Cả kia cá nhân trai rồi. Ok, và bây giờ nha, đang có một cái vấn đề nữa các bạn ạ. Đấy là làm sao để chúng ta có thể phải khai thác hết những cái hòn đảo quanh đây. Ở trong cái bản đồ này thì có lẽ là mục tiêu của chúng ta sẽ không phải là đi giết rồng giống như mọi lần nữa, mà mình muốn khám phá hết những cái hòn đảo này. Và bây giờ mọi người lấy cái móc treo chưa? Móc móc ấy chưa? Lấy cái móc chưa? Ở đâu vậy? Ở đâu đấy?
ở dưới mấy cái gốc cây ấy, ở trong hai bên cánh tay ấy, lấy đi. Ok anh em. Và bây giờ nha, mấy cái hòn đảo này của mình nó đang chứa, mình cứ tưởng là trong này nó có đang dần nhưng mà không phải anh em ạ. Mà nó chứa toàn than này, sắt và kim cương, và bây giờ mình sẽ leo đây nhưng mà không sao. Ít nhất là trong trên này thì mình cũng dễ khai thác hơn. Và chúng ta sẽ lấy than, chúng ta sẽ chế tạo cúp sắt, và sau đó từ cúp sắt chúng ta sẽ chế tạo ra kiểu kim cương nữa nha anh em. Rồi ok, mình đang lấy rất là nhiều than à. Lên phụ một chân một tay đi các bạn. Có làm được không? Thằng nào gì mà thằng nào? Lên lẹ. Các bạn ở đâu? Đang trên đảo than à, bây giờ xuống đảo sắt à. Than sắt cũng cao thế. Cao kệ. Thì tính ra nó chỉ cao hơn bạn chứ cao này đâu. Bạn ơi, bạn làm vậy mất mất đi hả bạn ơi? Rồi đi đào phụ cái để chế tạo cúp ra rồi. Không anh ơi, em vừa phát hiện ra cái này hay lắm anh. Cái gì? Giữa người của con Hego team nó có một cái gương à. Ủa? Giữa con Hego team mà cũng có gương luôn hả? Ờ, có tên lửa, tên lửa nè anh ơi. Anh đều. Đâu, từ từ anh qua xem mà. Sao yeah, giữa con Hego team lại có ta? Đâu, chỗ nào ấy? Đây nè. Cái đầu xanh, giữa cái con, ở dưới chân nó, à chân ở đây hả? Rồi, đó. Giữa anh đủ, sao mà có thể nhìn được cái này hay vậy? Em lấy hết để đừng cho người lấy. Ok, lấy. Bọn mình là những người gọi là anh em thiện lành, mình chỉ lấy một ít thôi, mình có lấy hết đâu. Các mùi bình tĩnh, mùi dọa tí làm gì căng vậy? Không bạn, các bạn là đó giờ bạn toàn thế không à? Bạn nói phát mình sợ liền chứ bộ. Á đều, các mùi sẽ diệt ý, cảm thấy mình quyền lực quá các bạn ơi. Sợ vịt lấy hết đồ bạn. À đủ. Tính ra các mùi định bảo vịt là thằng tham lam à? Đúng rồi. Sao các mùi chơi gì ra ngoài? Ok anh em, và anh Roy anh đang có một cái kế hoạch cực kỳ đặc biệt luôn. Đấy là em thử lên em lấy đồ, em chế tạo thành một cái cúp kim cương đi, anh em mình sẽ quét đầu gọi Superman xem trong này có gì không. Ok anh, ở đâu đầu kim cương đó anh, kim cương đâu? Ở trên mấy cái đảo kim cương á, tự lấy thôi. Ở đây thì mình thấy con nó còn có một cái hòn đảo là lục bảo này, đá điện này, và ở bên kia có hòn đảo gì đen thù lùi á. Bên kia gì đây? Bên kia đá lam à? Ok. Hả? Đúng rồi, em cho này. Cái gì? Cái này này, em cho này, ngon cả gót nè. Cái gì? Gì vậy? Ồ đó bánh mì vậy? Dây nè. Ồ, mình tạo ra nhân vật của what the fuck. Ồ. Mình đặt cái bạn chủ map này ra, cái bạn ấy có thể nâng cấp cho mình này. Nè. Ồ đủ. Kiếm free. Kiếm free luôn hả? Ờ, kiếm free. Ồ đủ. Kiếm free. Kèm đồng free và mấy cái khoan này chúng ta phải đổi. Ok. Vậy bây giờ mình sẽ lên trên kia mình làm một cái khoan kim cương nha các bạn. Làm một cái khoan kim cương nữa. Ờ đây, kim cương ở trên này. Hậy. Ở tính ra là mình có tên lửa mà mình cứ phải lấy móc kéo mình dùng làm chi ta trời. Ok. Ok bạn. Người anh em của mình đã để đá điện vào đây rồi. Và nó để rất thông minh, nó để 13 cục trong một lò. Tại sao ai lò không dùng? Tào lao mà. Rồi ok, mình sẽ chia đá điện ra 3 lò để cho năng suất nó cao nha anh em. Một dậy. Không. Đây. Ngu lộ gì? Chúng ta lên nhường sân khấu cho đôi bạn trẻ. Ê, rồi, anh em mình dừng sinh tồn đây nha. Qua giết cầm bú trước đã. Chơi mức giải luôn à. Ok anh em, và bây giờ chúng ta đã sở hữu cúp kim cương rồi nè. Nhưng mà mình sẽ không dùng cái cúp này, mà mình dùng cái gì vậy? Gì anh? Anh nhấn chuột phải cúp kim cương một phát nó khoét từng này luôn. Wow, cái hả? Adu. Rồi xong rồi, Mr. Dịch đập 7 đầu Superman luôn rồi. Rồi lắm đầu chết luôn. Ghê, tức là Sir Victor Bịt còn mạnh mẽ hơn cả Superman. Ui. Adu. Adu. Kiểu kỳ lại ấy. Adu, mình khoét hết Superman này anh em ơi. Adu, mình khoét đến tận mông Superman rồi nè. Chị thơm anh. Cực vít, ôi, rồi nhìn nè. Khoáng sản dưới anh đào một núi luôn là em xuống em lụm, em đi bán ve chai em giàu. Xin lỗi bạn chủ mát rất là nhiều nha, nhưng mà mình lỡ khoét tùm lum với Superman của bạn rồi. Ok bạn ơi, và bây giờ mình đang gọi là thấy một đám quái ở dưới này, và nhiệm vụ của mình sẽ là phải tìm cái mảnh cổng đấy, và bây giờ nó nằm đâu. Mui ơi, đông quái vật quá mình ơi, đông quái vật quá. À đủ, ở kia có đang chuyền kia Mui ơi. À đủ, bên dưới này có đang chuyền đấy. Có dưới này có cái gì đấy? Đâu để mình vào xem. À đủ, có súng luôn anh em ơi. À đủ, súng cực vít. Chúng ta có súng anh em ơi, có súng nha các bạn ơi. Và ở dưới này thì mình đang có mấy cái súng lợn cơ anh em, chứ phải một cây. Rồi ok, mình sẽ vứt mấy cái rác ở đây nè. Vứt ở đây rồi ok. Thử súng này là vô hạn đạn không? Bắn. Yeah. Vô hạn đạn bạn ơi. Cái súng này bắn xì đài. Ôi, có ai vừa đúc cái gì mà mấy con cái vật nó bị hết đấy? Không biết. À đủ. Bắn hình như là bắn như kiểu là gọi là súng bắn. Rõ ràng đây là súng tiểu liên anh em, nhưng mà mình bắn thì nó không giống tiểu liên lắm. Mình bắn đấy như kiểu là mình bắn một phát là trúng cả trăm đứa sao á.
nó bị chết đói này, nó bị kiểu bút hiệu ứng, cái súng này còn có phép thuật nha anh em. Là ok các bạn ơi, và bây giờ bọn mình vừa hoàn thành xong cái màn chơi sinh tồn ở trên đầu Superman rồi, thì nói chung là trong cái bản đồ này chúng ta sẽ có cơ hội được nhìn anh Superman rất là đẹp trai, và chúng ta sẽ có vũ khí để có thể đánh bại được anh Superman nha các bạn. Và ở trên này thì chúng ta có rất là nhiều đảo, có thể có kim cương này, có thể có vàng và tất cả nguyên liệu mà chúng ta cần. Chỉ tiếc là trong màn chơi ngày hôm nay, do mình muốn thể hiện cái sức mạnh của cây cúp nên mình đã khoét gọi là thủng người anh Superman rồi. Và chính bởi vì mình khoét thủng người Superman nên là nghiệp nó quật mình không chơi phát nào, đấy là mình không đủ mảnh cổng để xuống để diệt rồng em ạ. Nhưng mà có lẽ là cái màn diệt rồng thì chúng ta xem quá nhiều rồi, nhưng mà cái màn gọi là khoét người hay là khoét đầu nhân vật, những cái nhân vật mà chúng ta sống trên đầu họ nhảy thì chưa bao giờ diễn ra, đúng không em? Và có lẽ là video của mình sẽ kết thúc tại đây thôi. Nếu như bạn cũng thích video này và cũng thích Mr. Việt thì nhớ lại cho mình một like này, một subscribe, bên cạnh đấy nhớ vào cái chuông và chuông bấm tất cả để không bỏ lỡ bất cứ một cái video của mình nhá. Và ok thì có lẽ là hẹn gặp lại trong các video sau thôi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye.